Ý nghĩa của logo năm thánh 2025. Tác giả của logo Giacomo Chiavisani, một cư dân ở Puglia, Ý, đã giải thích rằng ông được truyền cảm hứng bởi viễn cảnh mọi người cùng nhau tiến về phía trước nhờ ngọn gió hy vọng là thập giá của Chúa Kitô và chính Chúa Kitô. Logo diễn tả bốn hình tượng nhân vật đại diện cho nhân loại từ bốn phương trên trái đất. Họ có màu sắc khác nhau. Màu đỏ là màu của tình yêu, hành động và sự chia sẻ. Màu vàng cam biểu trưng sự ấm áp của con người. Màu xanh lá cây gợi lên hòa bình và trạng thái cân bằng. Màu xanh dương diễn tả sự an toàn và che chở. Bốn nhân vật đang ôm nhau và nhân vật đứng đầu bám vào cây thánh giá, nói lên tình liên đới, huynh đệ, phải đoàn kết các dân tộc với nhau. Cuộc hành trình của người hành hương không phải là cá nhân, mà mang tính cộng đoàn, với những dấu hiệu của một sự năng động ngày càng tiến về phía thánh giá. Những con sóng phổ mạnh bên dưới ám chỉ rằng cuộc hành hương của cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Hoàn cảnh cá nhân và các biến cố xảy ra trên thế giới hiện nay đòi hỏi một cảm thức hy vọng lớn hơn. Đây là lý do tại sao phần dưới của cây thánh giá được kéo dài ra, biến thành mỏ neo, vốn mang tính ẩn dụ của hy vọng, chi phối sự chuyển động của sống. Thánh giá không ở thể tĩnh, mà là ở thể động, hướng về và gặp gỡ nhân loại, như thể không muốn bỏ rơi, nhưng cung cấp sự chắc chắn và sự hiện diện của nó và sự trấn an của hy vọng. Dòng chữ Latin Peregrinantes in Spem, những người hành hương của hy vọng, khẩu hiệu của năm thánh 2025, được viết bằng màu xanh lá cây, cũng biểu thị cho niềm hy vọng. Theo Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Tổng trưởng của Bộ Loan báo Tin mừng, mỗi năm thánh trong lịch sử của giáo hội đều mang đầy đủ ý nghĩa riêng khi nó được đặt trong bối cảnh lịch sử mà nhân loại trải qua vào từng thời điểm, và đặc biệt là khi nó có thể đọc được các dấu hiệu của sự lo lắng và bất ổn kết hợp với những kỳ vọng của mọi người. Tính dễ bị tổn thương được trải nghiệm trong những năm gần đây, cùng với nỗi sợ hãi về bạo lực của chiến tranh, chỉ làm cho tình trạng con người trở nên nghịch lý hơn. Một đàn thì cảm thấy sức mạnh vượt trội của công nghệ quyết định thời hiện đại. Đàn khác là nhận thức sự bấp bênh và lo lắng về tương lai của mình. Trong bối cảnh này, những người hành hương của hy vọng đã được chọn làm chủ đề của năm thánh 2025 sắp tới. Điều này thể hiện nhu cầu hiểu rõ về hiện tại để có thể chuẩn bị cho một động lực thực sự và tương lai để đón nhận và ứng phó với những thách thức khác nhau nảy sinh theo thời gian. Đức Thánh Cha Francisco cũng lưu ý rằng năm thánh luôn là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng về mặt thiêng liêng, giáo hội và xã hội trong đời sống của hội thánh.